Có vui thì sẽ có buồn đó. Có sướng có khổ, vô thường người ơi. Cuộc đời như chiếc lá rơi, non xanh rồi héo, lìa xa khỏi cành. Đời người thì sanh tử tử sanh, xuân qua hạ tới thu sang đông về. Con người ai cũng đi về, sanh ra không áo, chết về tay không. Cả nhà, dạ chào cô chú anh chị các bạn kênh Vũ Cơ Vlog. Ngày mới hai anh em con chúc cả nhà có ngày mới luôn vui vẻ và sức khỏe bình an. Thì cả nhà ơi, hôm nay hai anh em con có nhận một phần quà của cô lão ở Canada đã giúp đỡ cho bà con nghèo là 40 phần quà. Thì hôm dài đó là do là thời tiết khắc thường, lúc đó là cô gỡ cũng lâu rồi, cái mưa hoài rồi con đâu vận chuyển là con đi phát được đâu, con sợ là ướt gạo rồi nó bị mốc. Bữa nay con đợi hết mưa con mới đi quay cho cái nhà mình xem nè. Bây giờ hai anh em con sẽ đi phát 40 phần quà này giúp đỡ cho bà con nghèo nhé. Rồi đi thôi cả nhà ơi. Có nhà không bà hai ơi? Bà đi rồi, bà đi ăn sáng rồi. Rồi cảm ơn. Rồi cả nhà con để một phần quà ở đây nha. Bà hai này gặp nhiều cảnh khó khăn giờ đi đâu. Bà cho bà gạo kìa. Đợi. Bà khỏe rồi lại. Bà khỏe không? Cảm ơn con. Hôm nay anh em con có phần quà của cô lợi anh ở Canada đã gửi cho bà một phần quà. Dạ, cảm ơn con. Dạ. Chúc bà luôn mạnh khỏe nha. Dạ. Dạ bà hai ơi, hôm nay anh em con có phần quà của cô lợi ở Canada đấy, để gửi cho bà một phần quà. Dạ cảm ơn cô là dạ. Cháu luôn nha con. Dạ, dạ, dạ chúc bà luôn khỏe nha. Dạ. Dạ bà hai ơi, hôm nay anh em con có phần quà của cô lợi ở Canada đã giúp đỡ cho bà con nghèo một, dạ, một phần quà. Dạ. Cũng dạ. Tôi cũng rất cảm ơn mấy chú. Dạ. Không biết nói gì hơn đâu, giờ có lòng cho vậy tôi cũng rất cảm ơn. Dạ. Dạ, dạ chúc bà luôn khỏe nha. Dạ. Cháu dạ dì ơi, hôm nay anh em con có phần quà của cô lợi ở Canada đã giúp đỡ cho bà con nghèo mình một phần quà. Dạ, dạ cảm ơn cô lợi luôn vì cho tôi ăn đây là cũng như là tấm lòng tôi rất thật cảm ơn, yeah, cảm ơn hai chú. Dạ, em chúc gì luôn Minh Khải nha. Dạ, cảm ơn. Vô lên Tân. Ông mới đi chợ về hả? Đâu có đi chợ nổi đâu. Ông không có thấy đường gì. Dạ. Hôm nay con có phần quà của cô lợi ở Canada đã giúp đỡ cho bà con nghèo mình một phần quà. Dạ. Thì con chúc ông luôn mạnh khỏe nha. Dạ. Cái con hỗ trợ cái không thấy đường ăn. Dạ. Cậu nha. Dạ dạ, có gì con gửi quà cho ông nha. Ừ. Cảm ơn con nhiều em. Dạ. Dạ. Cảm ơn cô. Dạ, dặn chú ông luôn mạnh khỏe nha. Dạ. Dạ ông hai ơi, hôm nay anh em con có đến đây có phần quà của cô lợi ở Canada đã giúp đỡ cho bà con nghèo mình một phần quà. Dạ. Gia đình nào vậy? Dạ ở cô lợi ở Canada. Ở người con lợi hả? Dạ không. Chắc ông lãng tay á cả nhà. Thì con cũng chúc ông luôn mạnh khỏe nha. Dạ, dạ chào ông. Dạ ông hai ơi, hôm nay anh em con đến đây có phần quà của cô lợi ở Canada đã giúp đỡ cho bà con nghèo mình phần quà. Dạ. Dạ. Dạ cảm ơn chú. Dạ con chúc ông luôn khỏe nha. Dạ. Dạ hai hôm nay anh em con có một phần quà của cô lợi ở Canada. Dạ. Đã giúp đỡ cho bà con nghèo mình một phần quà. Dạ. Dạ. Bà bị sao với bà? Bệnh gì cũng đủ thứ bệnh luôn. Dạ. Bệnh gì luôn. Ủa, đi không mà không được. Dạ. Dạ chào chú. Dạ. Rồi. Con không biết là mưa chắc cũng giọt đó thôi. Chắc không dách đó. Cây một cái tên con này nè. Cây có gãy tên một tên.
Rồi bà không có con cái thì sao? Có, mình nên thằng trai mà nó có vợ rồi nó nghèo, nó cũng khổ nữa. Còn hai chồng già không? Dạ. Thường thường chú bà không được cái gì chơi, bằng hồ bằng mướn. Dạ. Thì ông chúc bà luôn mạnh khỏe nha bà. Dạ dạ. Dạ, dạ chào bà. Dạ. Dạ ông hai ơi, hôm nay anh em con có một phần quà của cô Lợ ở Canada đã giúp đỡ cho bà con nghèo mình một phần quà. Má. Ôi ôi. Ông nhớ con không? Có con rồi nhớ đó. Dạ. Chú nhớ. Nhớ vô chỗ chỗ đó. Dạ. Đi thăm con đi cháu á. Dạ. Không biết rồi người. Dạ. Thầy con chúc ông luôn mạnh khỏe nha ông. Con vô con. Dạ. Giúp con hết. Dạ bà hai ơi, hôm nay anh em con có phần quà của cô Lợ ở Canada đã giúp đỡ cho gia đình mình một phần quà. Anh gửi cho anh. Chúc con cỡ nha. Dạ, cảm ơn nha. Dạ, chúc nhìn luôn khỏe nha. À. Dạ. Dì ơi, hôm nay anh em con có đến đây có một phần quà của cô Lợ ở Canada đã giúp đỡ cho gia đình mình một phần quà. Cảm ơn cô ba. Dạ. Thì con chúc dì luôn khỏe nha. Dạ. Cậu Bảy. Mình làm gì đó? Ê, tao ơi, tao. Tao tưởng mày quên bà Bảy chứ. Có quên đâu, tính bỏ. Dạ con ơi. Dạ. Ừ. Hôm nay anh em con có một phần quà của cô Lợ ở Canada đã giúp đỡ cho bà con mình một phần quà. À, cái cô cũ của mình đó hả? Dạ, cô Lợ ở Canada. Vậy đó hả? Dạ. Thôi vậy cũng cảm ơn con. Ơi, giờ sao? Không giờ bà khỏe không? Không sao, hoàng con tới với này còn tắt tiếng nữa con. Dạ. Làm hai mắt mình nó kỳ, nó lên đầy đó. Con mắt mình phải nhậm đó con. Nó bắt điểm mình đó, đó là con mới đi. Dạ. Ừ. Khổ quá thầy tử ơi. Không giờ bỏ đi là không đi làm luôn. Có làm gì chứ, không ai mướn làm gì chứ. Bảy khổ đi. Bảy thất nghiệp rồi. Ừ, thất nghiệp luôn rồi đó con. Bảo gì. Hẹn qua tao gặp ba mày, ba mày giờ tao cần. Mà chạy dạ. Xe ba mày chạy xe nhanh quá. Dạ. Ừ. Thì con chúc Bảy luôn mạnh khỏe nha. Rồi, Bảy cũng khỏe, Bảy cũng cảm ơn con với cô ba này nè. Cũng cảm ơn cô giữ dằn dữ lắm. Tại nhà tao có tiền tao cũng cho mấy. Dạ. Hẹn chúc mà luôn khỏe nha. Rồi con ơi, rồi Bảy cũng cảm ơn con nha. Dạ. Thầy tử ơi, đừng quên Bảy con ơi. Ông hai ơi, hôm nay anh em con có phần quà của cô Lợ ở Canada để giúp và dạ, để giúp đỡ không? Chúc ông luôn mạnh khỏe nha. Dạ, cảm ơn chú nhiều nha. Dạ. Dạ ông hai, bà hai ơi. Cả nhà còn nhớ ở nơi đây không? Ông hai mà bị ấy cái tay đó. Ông hai mất rồi. Thì còn bà hai không? Có nhà ông bà hai. Chắc bà hai vậy. Đó. Thôi vậy. Bà đá ông hai. Con có gạo rồi nha. Đang gạo chứ. Còn. Bà sáu. Dạ. Dạ. Thôi mình để phần quà đó. Kè bà ra kìa. Đây đổ em. Lấy cho bà thôi sao? Ờ, mới thành phố thăm con mới vậy qua con. Dạ, hôm nay anh em con có phần quà của cô Lợ ở Canada. Đã giúp đỡ cho ba gia đình mình một phần quà. Rồi, cảm ơn sáu. Dạ. Cảm ơn con. Dạ. Ít bữa nó tới 3 tháng 10 ngày không rồi. Dạ. Mùng 4 tháng 5. Dạ. Mấy con thành phố về hai ba đứa. Diễn chúc sáu luôn mình khỏe nha. Cảm ơn anh trai. Dạ. Ủa, bà hai đâu ta? Có bà hai ở nhà không chị? Có. Kìa. Khỏe không bà hai? Dạ. Dạ bà nhớ con không? Quà. Anh em con đến đây có phần quà của cô Lợ ở Canada đã giúp đỡ cho gia đình mình. Phần quà. Dạ. Dạ. Bà nhớ con không? Hai con nè. Tao bị tao biến mấy tháng nay. Hả? Tao bị tao biến dắt lại đem ra nằm. Mấy ơi. 3 tháng rồi. Mẹ cháu. Nè anh cầm giùm em ơi, em gỡ. Thôi con gỡ bà thêm một phần quà nữa nha. Bà biết là 2 tháng nay giờ tao ở không tao gỡ luôn. Bà hai cho con gỡ cho bà. Bà mua.
Dạ. Liệt tay chân đâu có ngồi được, đâu có nằm được, 3 tháng mấy mà chưa ngồi được chưa. Dạ, lúc con phát quà hoài là bà Hai còn khỏe, ngồi đây nè, rồi con cho quà hoài à. Là cũng lâu rồi phải không? Nó qua nó cho hoài hả? Không mà, được rồi qua là lâu rồi phải không? Được rồi cũng... qua là có thằng Tèo, mà thằng Tèo kêu quay phim chụp hình đang lấy quà vậy đó. Cho quà là mà không có bãi nhà hả? Thằng Tèo nó không chịu. Không chịu. Nó chở bà mẹ đi rồi. Chở đi hơn à. Nó chở mẹ đi bệnh viện rồi, rồi nó không chịu. Tèo nó không cho. Bây giờ tàn khí thì con... Liệt tay chừng mấy tháng này... cái giò trái với cái tay trái sáng khiên da khóc chập rồi đau đụng vô có được, còn đi giặt mùng giặt mền phơi vậy đó thì chiều khiên vô thì mua hộp cơm về có ăn đâu, giờ đút qua cháo rồi không cho ăn hay uống thuốc chịu không nổi. Mấy chồng đi mấy đồng 200 gửi cho mẹ 200 ngàn á. Dạ, vì con chúc bà luôn khỏe nha bà. Có. Nên khi nào có ừ. Có quà con sẽ đến đây con trao cho bà. Cảm ơn hai đứa con. Rằng làm cũng nhớ sao nó bay thì bỏ đói ta. Dạ. Có bỏ đói ta. Bà khỏe nha bà. Cỡ này tao không quên hết chỉ nhớ bác chỉ nhớ con. Dạ. Bà còn nhớ những câu niệm Phật không? Còn. Dạ, thì bà cố gắng mà niệm ha. Dạ. Thôi con ly luôn bà ơi. Bà cậu chúc cho tụi con mạnh khỏe. Dạ. Ăn có tiền có bà ai đâu giúp đỡ không? Tụi con giúp đỡ cho người nghèo cho nặng có. Dạ. Còn tao thì quệ rồi. Tao giờ tao không có còn bằng cái gì ra tiền hết trơn. Đương đáp chút đỉnh thì hồi đau. Tao bây giờ bị gì tới giờ mà hết luôn. Hết tay chân luôn. Bây giờ đâu có còn cái chỗ nào mà nó, bây giờ đâu có biết chỗ nào đâu. Ngồi vậy thì nhớ con cháu, gặp mặt, nhắc thì nhớ. Nhớ chút quên mất tiêu không nhớ thế nào đâu. Lúc nhớ, lúc quên, lúc về, lúc khác và khóc ngày hai ba chạp lấy ra. Thôi con đi luôn. Mà nha bà 8-9 giờ mới đến. Dạ bà Hai ơi, hôm nay anh em con có phần quà của cô Lợ ở Canada đã giúp đỡ cho bà. Bà không được khỏe hả? Bà không được khỏe hả bà? Đau mấy ngày nay. Ờ bà có uống thuốc gì chưa? Có, nhà mới thuốc rồi. Ờ chắc nhức mỏ quá, nhức giò quá. Con cũng chúc bà luôn mạnh khỏe nha bà. Cảm ơn. Dạ. Con Hai mắt đi quá dữ quá. Hôm nay nhiêu tuổi ngoại? Tuổi nữa không, năm nữa thì được 80 rồi con. Wow. 80. Bà gán được 200 nha bà. Ôi giời. Thấy là con ơi cho chú Lực xin thăm anh. Dạ. Ờ, dạ. À, bà con cái người ta. Vậy rồi chú Lực. Con lần mấy lần trước con lại ở đây nè, không có bà ở đây con. Chuyện nào gì gặp hay gì nói con, gì nào không gặp chuyện gửi gì cô bánh nha. Dạ. À, thì con đây là tấm hoành của cô Lợ. À. Ở Canada đã giúp đỡ cho gia đình mình. Cô cảm ơn con nha. Dạ, con chúc bà luôn. Cô bà cô đi. Dạ. Chú Mực bằng chú. Dạ, dạ chúc cô luôn khỏe nha. À. Chúc con khỏe nha, con cào hoài. Dạ. Chào con. Chào bà Hai. Chồng ơi, bà khỏe không? Lâu quá không gặp bà ăn gì vậy? Bà ăn gì vậy cho con ăn miếng coi. Mang ơn. Thì hôm nay anh em con có hàng quà có cô Lợ ở Canada đã giúp đỡ cho bà đó. Vậy cũng cầu chúc cho nhiều sức khỏe. Dạ. Bên Bình Nam. Dạ. Không có bữa, bây giờ bà khỏe chưa? Bữa đó bà té đó. Chết thì không phải chê gạo nghe. Đồng lập của trời. Dạ. Mà không có là đói ra. Dạ.
Ở nhà bà còn đi lượm đồ mũ không? Ừ. Kìa cả nhà bà hai đi lượm đồ mũ một. Wow. Bên đó không tin. Rồi rồi, như vậy rồi bà sao ta chở ta? Hay là ta để lại đây ta lấy hả? Nói cho là thấy cái nhà vậy cho cũng khổ thế mồ. Dạ. Thôi không, chúc bà nó mạnh khỏe nha. Ừ. Nó khổ cũng đỡ hơn vậy. Dạ ông hai ơi, hôm nay anh em có phần quà của cô Lợi ở Canada đã giúp đỡ cho gia đình mình một phần quà. Con gỡ đây ha. Dạ. Con chúc ông luôn mạnh khỏe nha. Bà khỏe không? Hả bà Út? Bà khỏe không? Dạ, hôm nay anh em con có phần quà của cô. Con có phần quà của cô Lợi ở Canada đã giúp đỡ cho bà đó. Một phần quà. Dạ, thì con chúc bà luôn mạnh khỏe nha. Dạ. 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 Bà tới khám. Dạ, không đi luôn bà ơi. Ai vậy nó? Dạ cô Lợi ở Canada. Hả cha? Dạ. Đây thằng tá nha. Kìa bà Út. Hello bà Út. Bà khỏe không bà Út? Dạ, mẹ ơi, cũng đây đây. Nè Út, không được ngã xe. Được không? Vậy cẩm cho Út đi. Nó ngã xe. Tại đắp rồi đắp luôn. Thôi con vô, con gỡ quà cho bà nha. Dạ, dạ. Dạ cô Thủy khỏe. Dạ bà hai nhớ cô Thủy hả? Dạ. Dạ thầy con cứ cho con cho tiền đó. Dạ cho tiền đó. Dạ cho bà đợt đó bà ơi cho 500 đó. Dạ tiền mày đó nhớ không? Dạ thầy con thì cũng đang cùng làm tấm lòng hành của cô Lợi ở Canada đã giúp đỡ cho bà đó một phần quà. Dạ bây giờ thôi chúc cái cô Lợi đó đó mà dạ. Chúng ta đi đâu nó chúc cô Lợi đó gặp mọi sự dư ý. Dạ chúc mạnh giỏi. Dạ đó. Của ra 1 đồng vô 10 đồng. Dạ bà hai nhớ cô Thủy. Dạ con chúc bà luôn khỏe nha. Thủy không à. Dạ dạ thôi đừng đi mà đây con tao cũng mới về tôi giặt đồ chầm ở ngoài quán mới vừa vô chút. Dạ. Bà đó bà hớt tóc rồi nè rồi cái bà hẹn 1 tiếng. Dạ hẹn 1 tiếng thôi về giặt đồ cho nó dồi đi để trời chuyển mưa nữa. Dạ bà hai bà khỏe không bà hai? Bà đang coi mà hôm nay em con có phần quà của cô Lợi ở Canada đã giúp đỡ cho bà một phần quà đó. Dạ trời bà ăn kìa bà tự nấu rồi ăn luôn hả? Rồi thì con chúc bà hai luôn mạnh khỏe nha bà hai. Dạ cảm ơn. Dạ trời. Ông hai hình như tiếng này giống tiếng vũ quá. Dạ con đó hai anh em con đến đây có phần quà của cô Lợi ở Canada đã giúp đỡ cho ông một phần quà 10 kg gạo. Dạ. Dạ cảm ơn cô đó nhiều lắm. Dạ không dạ ông khỏe không? Bình thường khỏe. Dạ. Dạ ông ăn uống đồ bình thường hả? Bình thường hết trơn rồi hồi đó tôi lên máu. Dạ rồi tôi niệm Phật đó. Dạ ăn cái trơn rồi. Dạ rồi cái niệm Phật giúp xong rồi hết bình thường. Dạ wow quá tuyệt vời lên ký. Dạ ông cố gắng lên nha ông. Khổ chưa có một ngày chắc thấy rồi. Dạ có một ngày không biết ngày nào tôi tới chỗ tôi biết. Dạ cố lên luôn ơi. Nghe tiếng là phải biết tôi lên. Dạ.
cứng ngắc nè. Tôi cũng đỡ lắm nè, cứ cứng ngắc. Dạ, dạ đúng rồi. Thịt ông không có bở, con thấy cứng. Rồi. Dạ, thì con chúc ông luôn khỏe nha. Dạ. Khi nào có duyên thì có quà con sẽ đến đây con chào cho ông. Rồi rồi. Dạ. Ừ. Chú thử tôi cả là tôi cũng biết tiếng à. Dạ. Thôi con đi luôn ông ơi. Rồi rồi, cảm ơn chú nha. Dạ. Cảm ơn cái cô bệnh. Dạ. Bà Hai ơi, hôm nay anh em con có quà của cô Lợ ở thành phố chứ. Ở cô Lợ ở Canada đã giúp đỡ cho bà 10 kg gạo. Cảm ơn con à. Dạ, chúc bà luôn khỏe nha. Dạ. Dạ. Ông nhớ con không Út? Chịu ổng đi, hôm nay anh em con có thằng quà của cô Lợ ở thành phố Hồ Chí Minh để giúp đỡ cho ông một thằng quà. Tao dạ. Thì chúc ông luôn mạnh khỏe nha. Dạ. Mất cảm ơn. Thầy cả nhà ơi, gia đình này thì gặp nhiều cảnh khó khăn. Bây giờ đi đâu trơn rồi, đi làm hay về không có nhà. Con sẽ để một thằng quà ở đây nha. Chị ơi, hôm nay anh em con có em có hàng quà của cô Lợ ở Canada đã giúp đỡ cho gia đình mình 10 kg gạo. Dạ. Em thương chúc chị luôn mạnh khỏe nha. Dạ, cảm ơn. Dạ. Ba mẹ ở đâu? Bữa nay sao con không đi học, con ăn gì vậy? Hả? Con tên gì, nhiêu tuổi rồi? Con Trân cháu Hào 5 tuổi. Wow. Con 5 tuổi rồi hả? Dạ. Con học mẫu giáo hả? Dạ, giáo 5. Ờ. Con ngoan quá vậy? Dạ. Ê, anh Tư gỡ phần quà cho bé đi anh Tư. Rồi ba mẹ con đâu rồi? Không. Ông ngoại bà ngoại đâu? Ở đường. Đi bao gạo nổi mới được lấy nha. Kè kè chú đưa ba bao gạo nổi mới được lấy. Con cắp ăn gạo. Đứng lên đó con cắp ăn gạo. Con cắp ăn gạo. À, con ngoan quá à. Chúc con luôn khỏe nha. Dạ. À. Cả nhà ơi, gia đình này thì cũng gặp nhiều cảnh khó khăn. Con ba mẹ con đâu hết rồi? Rồi ai nuôi con? Rồi đi đâu luôn rồi? À, vậy hai chú gỡ một hoàng quà nha. Không được lấy nha. Không. Chú thử coi nổi không? Không, 10 kg nặng lắm anh Tư. Còn có đâu để im cho. Nó chờ thôi. Ngồi để đây nè. Rồi, chú đi nha. Thôi cho hai chú đi luôn nha. Dì ơi, hôm nay anh em có đến đây có một thằng quà của cô Lợ ở Canada đã giúp đỡ cho gia đình mình 10 kg gạo. Tôi cũng cảm ơn cô Lợ. Chúc cô Lợ may mắn để làm đạt nguyện như ý, để giúp những người già neo đơn với mảnh đàn cỡ nhở, là để tạo cơ hội cho những người già có cái sức khỏe. Dạ. Cảm ơn cô, chúc cô may mắn đạt như ý. Dạ, chúc gì luôn mình khỏe nha. Dạ. Nhà ơi, bà Hai đi giờ đi đâu rồi? Chắc đi chợ. Ờ, mình để cô gạo đây. Đi đâu rồi? Lá chuối còn đây nè. Thầy cả nhà ơi, gia đình này giờ còn nhà khó khăn, thử ra đi làm hết trơn rồi. Khóa rồi. Để phần quà ở đây nha. Chị ơi, hôm nay anh em đến đây có phần quà của cô Lợ ở Canada đã gửi gia đình mình phần quà. Em cảm ơn cô Lợ. Dạ, chúc chị luôn mạnh khỏe nha. Ừ. Bà khỏe không bà Hai? Khỏe. Hôm nay anh em con đến đây có phần quà của cô Lợ ở Canada đã giúp đỡ cho bà 10 kg gạo. Cảm ơn con nghe con. Dạ. Mô Di Đà Phật đội con cháu cũng mặn ăn, cho phát tài cho mạnh giỏi sống được 100 tuổi. Mô Di Đà Phật. Dạ, chúc bà luôn khỏe nha. Cảm ơn con nha. Dạ. Cô ngoại nha. Dạ dạ. Cô Hai ơi. Cô Hai ơi. Cô Hai nào. Cô Hai. Dạ. Hôm nay anh em con có hàng quà của cô Lợ ở Canada đã giúp đỡ cho ông Hai 10 kg gạo. Dạ. Thì vừa hai cũng đại diện cho các chị ha. Dạ. Dạ rồi, nhưng mà cái này là tấm chân thành của các cô gì tên gì? Dạ cô Lợ. Cô Lợ phải không? Thì đã quan tâm tới gia đình thì coi như là đại diện gia đình rất là cảm ơn. Chúc cô coi như làm ăn phát tài phát lộc phát vinh ha. Dạ. Dạ chúc hai luôn hẹn nha. À, rồi cảm ơn nha.
không là không hay khóc cho con hết với cháu. Hôm nay anh em có hàng quà có cô lợ ở Canada đã giúp dạ giúp đỡ ông một chục ký gạo. Rồi, dạ. Nhân dịp ở đây xin cảm ơn nhà thầy trò nha. Dạ. Chúc hàng luôn hả nha. Dạ vậy hôm nay anh em đến đây có hàng quà của cô lợ ở Canada đã giúp đỡ cho gia đình mình một chục ký gạo. Hẹn chúc gì luôn khỏe nha. Dạ cảm ơn cô nào. Dạ cô lợ. Dạ cảm ơn cô lợ nha cô lợ. Dạ. Thầy cả nhà ơi, anh em con thì cũng đã trao quà giúp đỡ bà con nghèo. Thì còn hai thằng quà một lát đó con sẽ trao sau, tại vì ở trong đồng nữa cả nhà. Rồi con sẽ đăng sao cho cả nhà mình xem nha. Gia đình nó thì rất là nhiều cảnh khó khăn, rất là khổ. Thì trước tiên anh em con cảm ơn cô lợ ở Canada đã giúp đỡ bà con nghèo. Anh em con cảm ơn cô rất là nhiều. Thì con thì cũng chúc cô lợ và cô chú anh chị và các bạn luôn mạnh khỏe, dồi dào sức khỏe và bình an. Hẹn gặp lại cả nhà thân yêu trong những clip tiếp theo. Bye bye cả nhà.